Hello anh em, chào mừng anh em đã quay lại với channel của mình. Nói chung là hôm nay anh em lại thực hiện một cái màn trôi, đó là trôi quốc bạc tài anh em. Đó là hôm nay anh em cũng chữa. À, hôm nay anh em sẽ quay là không có clip, không có quốc bạc tài để mà xem thử cảm xúc của ông như thế nào. Hiện tại là bây giờ cũng gần giờ anh em mình làm rồi. Hiện tại là quốc với hiện tại là Trung với Phúc đã xuống trước rồi anh em. Bây giờ chỉ còn là anh quốc anh nữa thôi. Nhưng mà anh em sẽ quay trước để mà xem cảm xúc của ông, tính ông là như đứa nhỏ rồi. Đúng rồi, ngồi mình uống sữa rồi vậy, mình quay clip rồi, anh xuống anh thứ làm gì à, thưa anh xem. Ơi là chứ lại anh quốc, anh là người nhiệt tình nhất nhóm mình. Nếu mà nếu mà thiếu anh là anh điên luôn rồi chứ. Điên trung tích anh như đứa nhỏ mà. Bây giờ do mấy bạn fan thích anh quá nên anh mà thiếu là anh chắc anh giết tụi mình luôn. Ngồi đi anh em, ngồi đi. Được không? Ngồi đây luôn đi. Em đỡ chữa nè. Cho là mình đã ra trước ngay chỗ cái đường nhà mình để mà anh quốc vô luôn anh em. Đó luôn. Bây giờ mấy anh em mình sẽ giả vờ là đặt chiếc quay rồi chờ anh táo là mấy em cũng giả bộ hello rồi chào anh em rồi ngồi uống sữa rồi ra tất chào anh em. Ok, let's go. Ok anh em, nói chung là mấy anh em mình đã chuẩn bị hết rồi nha anh em. Bây giờ mình sẽ ngồi đây và chờ đợi khi nào thấy xỉ ảnh là mấy đứa anh em mình hello vậy. Hello giả vờ như thật sự á. Rồi, bây giờ mấy anh em ngồi chơi. Chú kìa. Giờ mấy anh em tôi đi. Tôi. Rồi điên đéo quá. Im tới cái máy quen cái ơi. Đang quay mà ông làm gì không? Đồ quá. Ông trời ơi. Điên quá im. Im cho anh em quen cái đủ ồn ào quá, tắt máy đi. Tắt máy anh. Em đang làm thu tắt uống sữa mà anh làm vậy. Đồ quá, nôm tỉ xuống nó làm cái kịp này. Đang quay. Đâu đừng vô các quay bài mẹ nữa. Ừ. Đứng quay này đứng. Quay này đứng này. Đứng này đứng mình đây này. Đấy. Cái bữa nay sao vậy? Đang quay vào tới clip vô làm cái gì? Đang quay lần đừng nói chuyện nhau nữa. Mày đồ mẹ nhà mày uống mấy bật rồi mày thì mày nó thôi cũng mày hot kia. Mẹ nhà mày uống mấy bật rồi. Uống được ba bật rồi, anh uống. Trời thì tao uống mấy hai bật. Chầu con lên nhớ đủ uống cơ vậy. Cục đẻ mà. Còn giải cục đây đây mày lẫm tiền hầu. Rồi anh mới chờ anh em xuống làm mà chờ anh em cho giải vậy. Tới đâu. Đâu đủ đi vô cái quay kìa. Quốc làm nhà anh Quốc để nói bằng đầu cái bè đứa rồi. Đâu quỷ bố đâu quay dùng chứ điên sao vậy. Đi ra quên ông đầu. Đi ra quay kìa đâu. Lại không lại không. Gần gần xong rồi thử đánh cái đêm mật à. Vậy anh ôm ông anh quay. Đang dùng đâu. Đừng nói dạo nữa. Im đâu quay cái gì? Nói chung là quả vô nữa. Cái quần lẻ mày. Anh muốn nghe tôi đèn ảnh gì rồi nghe thấy tụi bay khác khác luôn hả? Khác đâu. Nói chung là nãy giờ không có gì nha anh em. À mấy cái mấy đoạn quốc mày về mày cắt ra đi. Không mày cắt này mày cho nhạc giấy. Tụi nãy đâu có đang quay làm giả hả? Em đang quay mà. Quần nổ mày tự nhiên quay mới rồi đi ơn tiếng tôi vậy. Tiếng bữa gì cơ vậy? Mấy trời rồi giờ không xuống. Mấy cái đục cho tiền anh em đang quay không được. Chứ răng mà để đoạn quốc là cái khó rồi. Người clip em được rồi, bỏ luôn rồi. Từ im im im. Đâu tiền quay xong rồi. Im đâm nói. Ok anh em, nói chung hồi nãy giờ là chú hàng xóm đi ngang qua đây anh em. Có gì hết nha. Đúng rồi, đồ hay mà nói cho nó hay 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 mày. Thôi bây giờ mình tắt cái quay một chút. Tại vì anh em mình cần nghỉ một chút. Nó tự ghi đi là nãy giờ đổ thế mà không khác rồi ạ. Chắc cái gì? Sao ở đây đâu quay cái ba thằng nào bữa trôi tôi ấy giờ uống sữa không kêu. Không phải, do anh xuống muộn với lại tụi em nói giờ tụi muộn. Đúng rồi vậy mày. Ông đủ bữa giờ tôi khai ông mấy lần rồi. Em bữa giờ tôi khai ông mấy lần rồi. Em giờ nó đông quá. Ba người giờ, bốn người giờ tập giờ đó lên chúng nhớ mày nói lên. Làm gì mà anh trai anh Trung. Anh Trung anh. Bữa giờ đâu em cho tôi luôn à. Cho gì đâu anh Quốc, em mới chơi đâu tàu chi tàu ác gì đó luôn. Uống sữa đâu, câu kêu đâu, trôi đồ nó kêu. Anh biến clip bữa là quá rồi đâu vậy quá đi đâu đó vậy thôi anh giờ đó tụi em quay xong clip đi không thì mà anh vô lại anh đi gì vậy giờ anh gì đó tụi em đi bây giờ quay vô lại anh gì nữa quậy trời lúc nào trời mình nó rất dễ trời trời nhớ trời nhưng mà em không lên anh đi mình đang thử thách nữa chú le thôi bây giờ mình bật lại mày bật lại đi anh quá bây giờ đây đang giờ nói gì đó thì mày quay quân tụi mày lại anh đi anh nói gì bây giờ cái gì họ nặng anh quân cái gì Dạ. Đây, giờ anh tá đây. Anh ngồi coi mấy quay giùm em đi. Anh ngồi quay thôi, em quay. Sống chó gì vậy? Cái đoạn qua thì em sống chó mày lại do nói chung giờ tụi em cũng ồ, anh xuống gì mà hẹn 3 giờ, 4 giờ có mệt.
biểu sao anh Trung anh chưa làm trước. Tao ở đâu vậy Trung, sao chờ được? Anh Trung chưa làm trước. Mẹ mày biết cuộc sống là ô mẹ của người. Quá ra chơi em chơi luôn vậy quá. Đó là em. Thế thì là hết tiền. Tiền đi em chơi luôn vậy quá. Hết từ kia ông luôn tôi thì tôi hết từ kia ông. Ý là anh, ý là bây giờ anh im đó tụi em quay để cho tao thấu nè. 5 phút nữa. Mẹ con bảo mày bảo mày. Anh chờ em 5 phút nữa rồi. Như vậy coi. 5 phút nữa rồi mới em mua món khác anh. Anh gì? Anh chấm tôm hùm chấm tạt. Ào. Vậy chứ bé luôn ấy, chứ sao tôi không phải mà đàn hồi, vấn luôn ấy, vấn luôn ấy. Ờ, thì vô rồi. Ê, bây giờ nói thế như vậy, anh im cho tụi em quay được không? Ừ, dạ, mãi mãi đi rồi. Bé nổi em, ngươi nghĩ trái. Sao uống đủ mày, phân chú. Anh ấy giải bới cái đâu anh? Chạy đủ mày, mày anh chạy lao á. Dù tôi múc anh chạy chấm xe vô kia mà, thầm mấy em làm hơi quá không? Mà thấu quá nhỉ, cỡ anh nghĩ bữa làm thôi. Để anh nghĩ cho em bữa thôi, chạy lao cho nên ý. Nghe được của bà, của châu đủ á, tôi đi gần chết rồi, mấy nó sao ác luôn. Mua dùng cái sữa này nó ngọt ghê mày. Mà mua sữa siêu thủy quá. Không sữa, dứt chị bỏ cho anh diệt trước rồi mai anh vô siêu. Tại cho anh đỡ đến để vô cái. Ủa gì vậy? Đụng quậy ngươi luôn mày. Tôi giờ anh ngồi leo ông gói sao má anh em quay. Ui, đang quay giữa chừng mình quay mà anh xuống anh kêu mình nghỉ. Ê trời, sao anh em đẻ giờ bảo là tôi ẩn. Tôi nghĩ gì nó bay bay đầu nè. Sữa nè, nó bu sữa nè. Nó có gì? Ở mai quay thì đang quay thử. Không, mai ngươi bữa nữa không được. Sao mai Tết rồi mà. Đây rồi. Mai ngươi tới tay rồi. Không, tôi gì đâu. Sao anh chơi em, lần nó cầm vẻ quay mà sao anh chơi em được. Tôi mới rồi, tôi gai em rồi. Nãy em quay, em kêu chờ anh Quốc với anh Trung với anh Phúc, nó kêu là thâu anh ấy bữa. Ông Trung với anh Minh này em luôn. Có lẽ anh phải im lặng và xa đi. Đúng anh chơi sao tụi em quen. Không có anh nói gì, thì họ sẽ đi chia đây. Sao tụi em quen ngủ quá đánh trụ quá đập bụi. Đúng rồi, tụi em sống rồi, chúng ta. Nhưng mà sao anh chơi em đâu làm gì đâu, thì không cửa. Trời ơi, dạo mới rồi trời tàn ông, ngươi thế hả đó. Ông mỉ, trời giờ. Đâu có biết chưa, hồi giờ chỉ có xin đâu, chơi gà chơi chưa. Nói gì đâu. Anh ngủ lè sao mình quay. Anh gì anh ngươi, ngươi ngươi tự luôn rồi. Luôn luôn. Đến giờ tao chẳng quay rồi. Thiệt mệt luôn á. À, anh Quốc về luôn đi, được bỏ vô đầu kìa. Tự nhiên mấy con quay ống vô khắp ống ấy. Ống làng xóm người ta kinh động hết luôn mà. Quay gì vậy? Tụi em muốn quay trận nước này nói chung quay. Đứng luôn vậy. Tao cũng vô mấy em quay tiếp. Không, mấy ông nói là quay. Không, giờ tụi mấy mặt kêu ông vô quay luôn mẹ. Mày tính tiền thôi, em tính tiền luôn. Mày tao quá đổi vô, không vô quay. Tao vô quay nha. Vô quay. Thế là bây giờ cái vô không? Có hai gì nè. Đợi, 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 đợi. Không, không. Mày nãy giờ mấy em lỡ quay trước thôi chứ lại gì khắp như đứa nhỏ vậy. Đi, vô quay. Quay hàng rào kia. Rồi. Đau khổ vậy mày, xuống chữa. Vô, vô quay, cho anh em quay, quay cho hết cái tấu này. Ôi, kêu rồi. Vô nữa anh quay lại được không? Anh quay với em không mày? Quay vô. 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 Người gì đâu mà hơ khép. Này vô bật cái quay, quay lại đồng đều đây. Quay tao đều kìa, uống chữa lại đi. Lên. Nhanh, nhanh, tao trời nữa. Đợi cho anh leo hết mấy cái chứ, đủ vô vậy. Đi. Nãy giờ có quay đâu rồi cúp. Bây giờ tôi đều có quay đâu. Vô vô coi. Vô ok hả? Giữa luôn á, mệt quá. Vô. Quý gì đâu, có chút anh khép vào phút còn lại. Rồi. Rồi, tao hello luôn á, nói. Mà nói lại thử thách đi, anh hello, hello. Hello. Hello, mình bóp mình tan đi. Hello, mà mau xuống nha các bạn. Mày nhìn đứng đó rồi. Nói chung là nãy mình. Đó anh em hồng nạn hết nha, mở tôi chạy. Tục đang quay mà. Đang quay đừng quay. Chung với mày. Ông kia đang quay đây. Đang cũng để chuyện bỏ qua giờ anh muốn cãi lộn rồi đi chia cái lộn. Mà tắt cái đó tôi bình tĩnh lại ngay. Mày. Rồi sao? Đợi nói gì nói. Sao? Bây giờ dài này giờ kêu xuống là làm thôi tắt chứ. Thôi tắt uống sữa uống đạm gì. Đồ ông cứ chửi tôi vậy biểu sao tình cảm em. Đâu ô, nãy giờ mấy hết pin mày phúc. Trời ơi. Trời nữa cái đâu. Đừng lấy mấy này quỳ. Không quay, không quay, không được, mình quay. Đây, đây, có hai máy mà, cầm vô bỉ mà. Hai máy nãy giờ quay. Cầm vô bỉ mà. Rộng mà. Ừ. Cầm vô bỉ mà. Uống ơi, anh Quốc, uống ơi. Bây giờ là anh Quốc là sự thử thách uống cho anh Quốc là nêm bịch sữa cho mọi người. Rồi, ok. Anh Quốc uống trước bịch này, một, hai, ba. Ừ, Quốc bàn tay, xin chào mọi người nha. À, đúng. Giờ Quốc sẽ uống cho mọi người xem nêm bịch uống hết không? Hết, anh uống hết rồi, nhận tiền thưởng một bịch là 10 ngàn. Có không hả? Uống tới bịch thứ 5 kìa.
Đấy, đúng chung là anh Rock rất là trẻ con nha mọi người. Trẻ con lắm. Nói chung hồi nãy là chắc đáng yêu. Chắc là nãy giờ anh cũng không biết là tụi mình quay cái gì luôn đâu. Anh sẽ chiến thắng trong cuộc thi này nha. Anh sẽ chiến thắng. Tôi vô. Chế đủ từ không? Chủ nhiêu à? Đủ đủ từ từ chế đây không? Quay ngay đi chơi. Nói chung là cái cuộc thi nó đây thôi. Nói chung là hai bên trục rầu. Nói chung là mình tổ chức vậy thì thôi. Nói chung giải thưởng của anh là chúc chị nhau trăm ke. Chục cũng nhiều đó không? Mấy cái mình không muốn. Không. Chục trăm ke rồi á. Thôi. Chắc kết thúc clip tại nha anh em. Kết thúc nha anh em. Đấy mấy anh em đứng rồi kết thúc clip anh. Trăm ke đứa rồi chứ đi làm sao vậy? Lên đưa. Gì em đưa. Em có cầm đây. Đây thôi, kết thúc rồi. Đâu. Anh kết thúc clip luôn. Đấy là đang quay mà có hai anh câu này mà. Nói tiếp đi. Nói tiếp đi. Nghĩa là những ai yêu thương team mình hãy đỡ lại cho team mình một subscribe và một like, một chia sẻ nha các bạn. Nói chung là team mình có máu đi Đà Nẵng giờ đâu. Đâu? Đừng có tí Đà Nẵng. Nhưng mà giờ không số là ai tính tiền tôi. Bữa nay giao thừa em chúc anh tiền. Học bốn anh em mình một cái bài chúc mừng năm mới mọi người. Mai là tốt rồi. Ok nha. Nói chung là chúc mừng năm mới em. Giờ một cái bài. 1 2 3 Happy New Year. Nãy anh em xin lỗi nha. Mấy hiểu lầm, tôi hiểu lầm. Làm đâu thì mấy anh em quay anh chúng chậm á mà thâu. Đâu gì gì gì. Để tao xem. Anh em hỗn nạn cá nhau mày. Rau. Rau. Chào anh em lần nữa đi. Chào anh em lần nữa đi. Vậy nha anh em. Nói chung vớt bàn tay ăn luôn. Cái gì nói gì nói quên mẹ đó.